Lục đại nhân, mời đại nhân mau vào sảnh chính. Chỉ huy sứ, phạm nhân họ Lục đã bị đưa vào sảnh chính chờ thẩm vấn rồi. Người thẩm vấn là ai? Không biết. Triệu công công của Ti lệ giám đã đến lâu rồi. Đại nhân, nên mau vào thì hơn. Ba người bọn họ vẫn chưa bị khép tội thì vẫn là cẩm y vệ trong nha môn trấn phủ Ti ta. Trong luật viết rõ ràng bọn họ không phải quỳ, cũng không phải lại. Người đâu, tháo gông cùm cho họ, lấy quan bào, chuẩn bị chỗ ngồi. Thánh thượng lệnh cho ta kiêm chức thiêm sự và chỉ huy sứ. Hiện giờ trong nha môn ta có chức vụ lớn nhất, sao nào không sai khiến được các ngươi nữa phải không? Cấp trên của ai thì cũng là thiên tử lớn nhất. Triệu công công đến tuyên thánh chỉ ư? Thánh thượng có một khẩu dụ, vậy thì mời công công mau chóng tuyên chỉ. Tuyên chỉ xong thì mau rời đi. Người ta đều nói trong nha môn có kẻ phản nghịch, ta sợ thực sự có thì sẽ làm hại đến công công. Khi nào tuyên khẩu dụ là chuyện của ta, ngài làm thế là cố tình chậm trễ việc công. Thánh thượng lệnh cho ta nghe thẩm vấn, về ta còn phải báo cáo với thánh thượng nữa. Lục Tranh, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản à? Vậy ta sẽ bẩm báo với thánh thượng. Ai bảo ngươi còn có thể gặp thánh thượng nữa vậy? Giả truyền thánh chỉ là tội rơi đầu đấy. Có giả truyền thánh chỉ bao giờ? Ngươi nói, thánh thượng lệnh cho ngươi nghe thẩm vấn. Ta hỏi ngươi, thẩm vấn có phải việc công của cẩm y vệ đại minh ta không? Phải. Trong thể sắc thái tổ đích thân viết, thái giám không được can dự triều chính. Ngươi nói rõ cho ta nghe. Thánh thượng cho một tên thái giám như ngươi đến nha môn ta nghe thẩm vấn khi nào, ở đâu? Là thánh thượng quên đi di huấn của thái tổ, hay là ngươi giả truyền thánh chỉ? Người đâu, đánh 20 gậy kéo về Ti lễ giám. Dân tạ ơn Lục đại nhân, tạ ơn Lục đại nhân. Ngươi còn chưa tuyên khẩu dụ của thánh thượng đấy. Tuyên khẩu dụ của thánh thượng. Vụ án thông đồng Yến Dương của nha môn trấn phủ Ti sẽ do người phụ trách vụ án phản nghịch là Lý Đông Phương thẩm vấn. Thánh thượng khai ân cho Lý Đông Phương lập công chuộc tội, thi chức Lý Đông Phương. Tạ ơn thánh thượng, tạ ơn thánh thượng. Lục đại nhân, thánh thượng đã nói rất rõ, Lý Đông Phương lấy công chuộc tội
là xác định có tội. Chỉ được cởi gông, không được tháo cùm.